Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã tổ chức lễ khởi công cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng nhằm giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông tại nút giao thông đường mùng 2 tháng 9, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý. Công trình được kết cấu theo 3 tầng, gồm đảo xuyến ở tầng mặt đất, tầng hầm và cầu vượt. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2021. Lễ khởi công được tổ chức tinh giản gọn nhẹ, đảm bảo không tụ tập quá 20 người. Cũng nhân dịp này, hai dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ và nhà xưởng công nghệ cao tại khu công nghệ cao Đà Nẵng cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.